Your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Mời nước, mời trầu. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của hai bạn. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức đầu tiên, đó chính là nghi thức vinh danh. Tức hai bên gia đình sẽ cùng giới thiệu đầy đủ về các thành viên chính của gia tộc của Nhật ta đã trở về chương trình Đại lễ An Hỏi Đạt Tài ngày hôm nay. Và giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn của nhà trai. Bác sẽ có đôi lời từ chuyện, xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, các cô, các dì, các chú, các bác cùng toàn thể anh chị em và bạn bè của hai cháu Trung và Trinh, tôi là bác Dũng, bác Trung và là trưởng đoàn của đoàn đại biểu của nhà trai, cũng là thay mặt đoàn đại biểu của nhà trai xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất đến họ nhà gái vì sự đón tiếp rất là nồng hậu và trang trọng ngày hôm nay. Tôi cũng xin giới thiệu với thành phần của đoàn đại biểu của họ trai hôm nay thì gồm có các cụ, các ông, các bà, các cô, các dì, các chú bác của ông Trung. Ngoài ra còn có thêm sự hiện diện của các ông, các cụ, các ông, các bà, các cô, các dì, các chú bác ở trong nội tộc của ông Trung cùng với bạn bè, anh em của tập trung có mặt dự buổi lễ An Hỏi ngày hôm nay tại đây rồi. Kính thưa quý vị, sau một thời gian tìm hiểu và có sự hỗ trợ của hai gia đình, hai cháu Trung và Trinh cùng có nguyện vọng kết nghĩa trăm năm vợ chồng. Chúng tôi được ủy quyền đoàn đại biểu nhà trai đến đây hôm nay, xin chân thành cảm ơn
đoàn nhà gái đã tiếp đón Hồng Long, và cũng thay mặt đoàn cũng xin phép được thưa chuyện. Và sau hôm nay là cũng là chọn ngày lành tháng tốt để cho gia đình hội đồng đoàn đại biểu hội gia chúng tôi đến đây để xin phép hội đồng hội nhà gái cho phép chúng tôi được chính thức hỏi cưới cháu Trinh, con ông Thọ và bà Vân về làm vợ cho cháu Trung, con ông Toán, bà Thư ở hội nhà chúng tôi. Và cũng mong rằng hội nhà gái, các cụ công và hội nhà gái vui lòng chấp thuận cái yêu cầu, cái lời đề nghị của chúng tôi. Trước khi mà ngừng lời thì tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu, rồi các cụ công và là cũng chúc cho công đức bà có một sức khỏe dồi dào, chúc cho hai cháu Trung và Trinh trăm năm phúc, và chúc cho quan hệ thông gia giữa hai gia đình ngày càng thắm thiết và bền chặt. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời thư truyền đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn hội nhà trai. Lời đầu tiên, bác thay mặt cho gia đình hội nhà trai cũng đã giới thiệu đầy đủ về các thành phần, thành viên chính của gia tộc hội nhà trai chúng ta đã trở về đây trong ngày vui hôm nay. Và lời thứ hai, bác thay mặt cho gia đình hội nhà trai tiếp tục thư truyền với gia đình hội nhà gái. Ngày hôm nay gia đình hội nhà trai đến với gia đình hội nhà gái cùng với các cơi trầu, các mâm sính lễ thật trang trọng và đủ đầy. Nào là lễ vật trầu cau, nào là hoa thơm trái ngọt đã được gia đình nhà trai chuẩn bị thật chu đáo để đến thư chuyện với gia đình họ nhà gái ngày hôm nay. Và vừa rồi bác thay mặt cho gia đình họ nhà trai cũng đã có đôi lời tâm sự, đôi lời chia sẻ và thư chuyện để hai cháu Thục Trinh và Thành Trung lên nghĩa vợ chồng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi là lời phát biểu đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà trai. Ngay sau đây quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời phát biểu đáp từ đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn hội nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bố bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu Trung và Trinh, qua một thời gian được sự đồng ý của ông bà Toán và Thư và ông bà Thọ, ông bà Vân thế này, cho phép hai cháu tìm hiểu đến nay đã chín mùi. Và chính thức hai cháu đã đề nghị hai bên gia đình bố mẹ để xây dựng hạnh phúc cho các cháu. Và chính vì vậy thì họ định gia đình nhà trai hôm nay có xuống đây sửa cái lễ ăn hỏi xin cưới và xin dâu lần đầu, thì họ nhà gái hôm nay cũng về đây đón tiếp, trân trọng giới thiệu. Rất vinh dự cho họ nhà tôi hôm nay thì bố mẹ tôi là bố tôi đội mũ kia, còn mẹ tôi thì vẫn khăn ngồi bên kia, năm nay mới có 90 tuổi rồi. Nhưng hôm nay thấy cháu gái, cháu nội đấy, mà cháu gái đấy chồng là mừng lắm lên từ sáng sớm. Thế ngoài ra thì thay mặt cho bà ngoại thì ông bà ngoại hôm nay yếu không về được, thì có vợ chồng bà Vụ là dì thay mặt cho mẹ, và ông Vụ thì là thay mặt cho ông ngoại hôm nay về dự. Ngoài ra thì có các bác ở bên nội rồi bên ngoại, thì anh chị em cũng như bạn bè nam nữ thanh niên là hôm nay cũng về dự và chung vui ngày hôm nay, và chính thức được đón tiếp họ nhà trai hôm nay để cùng nhau để bàn bạc thống nhất và đi đến việc không kết quả ngày hôm nay và tiến bước tiếp theo để lo trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Và chắc chắn rằng thì hội nghị hôm nay cũng nhất trí cao là cái việc là chúc hạnh phúc cho trăm năm các cháu hạnh phúc bền chặt, gia đình hai bên thương gia mãi mãi là vui vẻ và cùng chung tay chăm lo hạnh phúc cho các cháu. Và tôi cũng đề nghị luôn cả hai họ chính thức ngày hôm nay sau đây các cháu đón dâu về và đăng ký kết hôn là chính thức đã thành vợ thành chồng, và đến ngày tới đây là cái ngày chỉ tăng tính chất là tổ chức báo hiểm thôi. Cho nên đề nghị các vị cả hai bên hai họ, các cháu khôn thì dạy ít mà dạy thì dạy nhiều, tập trung cùng với bố mẹ hai bên các cháu để xây dựng hạnh phúc, động viên các cháu có lúc khó khăn cũng những lúc thuận lợi để các cháu trăm năm hạnh phúc vượt qua khó khăn, để làm sao làm dâu hiền dễ thảo và để cho hai họ cùng mừng. Nếu các vị nhất trí cho chàng vỗ tay ạ. Và xin ơn, cảm ơn các vị. Not sure if you know this, but when we first met,
I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Báo cáo với chỗ Lâm Anh, với Thành Trung và chị Trần Trinh. Hôm nay chị đến chính quyền địa phương xin làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thì về hồ sơ bây giờ thì đến thời điểm này là anh các chị đã ký vào để chứng nhận đăng ký kết hôn. Thế và chính quyền cũng đã ký đóng dấu. Thì qua xem xét hồ sơ thì anh chị cũng là người được điều kiện đăng ký kết hôn. Thế thì thay mặt cho lãnh đạo địa phương xin gửi đến anh chị chứng nhận đăng ký kết hôn. Thì kể từ giờ phút này anh chị chính thức là vợ chồng. Thế và cũng thay mặt cho lãnh đạo đảng chính quyền địa phương thì, có thư chúc mừng xin gửi tới anh chị và chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.